Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Người phụ nữ 65 tuổi nhận thanh niên 24 tuổi làm con nuôi, một năm sau, đổi ý lấy làm chồng. Có câu thơ, đố ai định nghĩa được tình yêu? Có thật tình yêu không có khái niệm chi tiết hay giới hạn tuổi tác, hoàn cảnh, khoảng cách nào, cho nên ngày nay nhiều người cũng dễ dàng chấp nhận các cặp đôi đủ lệch, dẫu cho vẫn còn vài ý kiến bảo thủ lên tiếng chê cười. Vào ngày 5 tháng 6 vừa qua, cô dâu 65 tuổi quyết định tái hôn với chú rể Adi Waras, 24 tuổi, bằng một đám cưới long trọng với hàng trăm quan khách. Điều đang nói ở đây là tên Lan lại chính là con nuôi gần một năm của vị tân nương này. Được biết, bà ly hôn từ 30 năm trước. Bởi vì muốn tuổi già không cô đơn, người phụ nữ quyết định nhận ba cô con gái và chàng trai làm con nuôi. Thu nhập chính của bà xuất phát từ việc cạo mũ cao su ở làng. Bên cạnh đó, bà Tri cũng làm quản lý cho một vũ đoàn và con trai nuôi. Anh Adi là vũ công trong đó. Theo anh chia sẻ, tình cảm anh chớm nở đối với mẹ nuôi phát triển từ nơi đó. Thời gian thấm thoát qua, ba cô con gái nuôi của bà nhanh chóng lần lượt lấy chồng. Thật bất ngờ sau đó không lâu, Adi đã cầu hôn bà. Lúc đầu tôi không hề có ý định kết hôn với Adi, tôi bị sốc khi nghe cậu ấy bày tỏ muốn trở thành vợ chồng với mình. Đặc biệt anh còn chuẩn bị xính lễ giá 100.000 rupee, khoảng 165 triệu đồng và dễ dàng thông quan ba cô chị gái và bà Tri để chấp nhận. Ngoài ra bà là một người tốt bụng, nhiệt tình giúp đỡ mọi người nên theo một chủ doanh nghiệp địa phương, người phụ nữ như vậy xứng đáng có được hạnh phúc tuổi xế chiều. Ngoài chúc phúc cho hôn nhân thứ hai của bà, ông chủ này tài trợ toàn bộ chi phí tổ chức lễ cưới cho hai mẹ con.